Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình phần mềm bên này đi ActJS cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 21 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng SJS ở trong React. Thì cái thằng SJS này thì nó là một cái phần mở rộng của cái ngôn ngữ CSS. Đó, thì để tìm hiểu về cái thằng SJS này thì các bạn phải vô cái trang sát gạch ngang nang.com này để tìm hiểu. Thì ở đây thì nó có giới thiệu sát là một cái CSS extension, là cái ngôn ngữ mở rộng của thằng CSS này. Đó. Nếu mà các bạn muốn học vô cái thằng sát này thì các bạn phải vô cái trang cái menu nơi sát này này. Đó. Và tìm hiểu này. Ví dụ như tôi sẽ đi giới thiệu sơ qua các bạn một số cái tính năng của ngôn ngữ sát này. Thì trong cái ngôn ngữ sát thì các bạn có thể khai báo một số cái biến, ví dụ như là các biến về phông chữ này, biến về màu sắc này. Sau đó thì ở trong một cái đối tượng nào đó nếu mà các bạn muốn sử dụng thì các bạn có thể khai báo lại cái biến đó này. Đó, trong trường hợp nếu mà cái ví dụ như cái mã màu này, nếu mà các bạn sử dụng ví dụ như trong trường hợp cái mã màu này, nếu mà các bạn muốn sử dụng ở nhiều ở cái element khác nhau thì các bạn để khai báo ra một cái biến như vậy thì nó rất là tiện. Rồi đây thì nó có một số cái quy tắc khác của thằng sát như là cái quy tắc về netting này, tức là quy tắc lồng này. Đó, ví dụ như cái kiểu của thằng SCS thì chúng ta có thể viết cái style đồng nhau như vậy đó. Còn đối với CSS thì chúng ta cần phải viết theo cái kiểu như vậy đó. Thì trong cái buổi hôm nay thì tôi chỉ giới thiệu sơ cho các bạn một số cái tính năng của thằng SCS thôi. Nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về các tính năng của cái ngôn ngữ SCS này thì các bạn thể vô cái trang học lập trình online.net của tôi và các bạn tham gia vào khóa học lập trình thiết kế web bán hàng với lại Bootstrap, HTML và SAS này. Đó. Thì trong cái khóa học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các tính năng chi tiết của đằng SAS với lại Bootstrap và HTML. Đó. Thì nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể đăng ký cái khóa học này của tôi. Rồi, thì ở bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái demo sử dụng cái đằng CSS và tôi đang hướng dẫn các bạn sau nên làm cái ứng dụng và sau nên được cái trang giao diện như vậy. Thì bữa nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái trang giao diện này và sử dụng cái thằng SCS, tức là thằng SAS Language. Thì bữa nay chẳng hạn như tôi sẽ tạo ra một cái phần menu header trên này và tôi sẽ viết style cho nó bằng cái ngôn ngữ SCS hay còn gọi là SAS Nang. Đó. Thì chẳng hạn như chỗ này tôi sẽ tạo ra một cái header của một lần. Thì trong cái folder src này tôi sẽ tạo ra một cái folder mới là folder component. Trong cái folder component này tôi sẽ tạo ra một cái file là header.js. Và tôi sẽ có cái nguyên tắc là rsf. Và tôi nhấn enter để nó tạo ra một cái function cho tôi. Rồi cái chỗ thay div này tôi sẽ update lại thành là sử dụng cái đẻ header. Đó, như vậy. Rồi thì header này tôi sẽ cho nó cái class name. Tôi sẽ cho nó là cái menu wrapper. Rồi tiếp theo tôi sẽ có cái thẻ div. Thẻ div này tôi cũng cho nó cái class name. Nó sẽ copy ở trên này xuống. Tôi sẽ cho nó cái class đây là menu nap. Rồi theo trong này tôi sẽ có cái thẻ UL. Rồi theo tôi sẽ có cái thẻ NI. Rồi trong thẻ NI tôi sẽ có cái thẻ A. Trong thẻ A tôi cũng có cho nó cái class name là bằng menu item. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái href. Tôi sẽ cho nó bằng thăng. Rồi theo tôi sẽ copy cái thẻ NI này xuống. Chẳng hạn này tôi sẽ có một số cái menu như là Home này, Outwork này, Service Contact, rồi Career vân vân. Tôi sẽ có cái menu đầu tiên là Home này. Rồi theo là tôi sẽ có cái menu là About Us. Rồi theo là cái menu Outwork.
Rồi theo là tôi sẽ có cái menu là service. Rồi theo tôi có cái menu là contact. Rồi theo tôi sẽ có cái menu là block. Rồi cuối cùng người tôi sẽ có cái menu là career. Rồi theo trong cái file app này tôi sẽ import cái header vô này. Đó, tôi sẽ import cái header từ cái folder command này. Đó, như vậy. Rồi tôi cho size này. Rồi, tiếp theo tôi sẽ nên trình duyệt này. Đó thì bây giờ cái phần menu header của tôi nó như vậy. Đó. Với mấy cái menu mà sử dụng cái thẻ NI ấy, thì nó sẽ có mấy cái item cho tròn tròn ở đằng có cái dấu tròn tròn ở đằng trước này. Thì tôi sẽ viết style CSS để mà bỏ đi cái dấu chấm chấm tròn này đi. Thì tôi sẽ viết ở trong cái folder app.css này vì nó là cái common style. Rồi tôi cho save này. Đó thì các bạn thấy mấy cái dấu chấm ở đằng trước thì nó đã bỏ đi rồi này. Rồi bây giờ tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là demo cho các bạn sử dụng cái thằng SCS ấy, hay là thằng set năng để mà sử dụng để mà trang trí style cho cái phần header này. Thì tôi đầu tiên thì tôi cần phải cài đặt cái thằng set. Thì tôi sẽ có lệnh là gen add set. Thì ví dụ như cái file package.json của tôi bây giờ nó có mấy cái dependency như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn enter để cài đặt cái thằng set này như sau. Đó. Tôi sẽ sử dụng cái lệnh gen asset này để mà cài đặt này. Thì bây giờ tôi sẽ nhấn enter để cài đặt nó này. Đó thì bây giờ nó đã cài đặt xong này. Thì các bạn để ý đây thì tôi có một cái dependency mới là cái thằng set này. Thì bây giờ là 1.59.3 như vậy. Đó. Đó thì để bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là demo sử dụng cái thằng set ở trong cái header của bản ảnh này. Thì tôi sẽ tạo ra một cái file nữa là file header.css. Đó. Thì các bạn thấy là cái file này nó có icon của thằng set như vậy này. Đó. Rồi tiếp theo tôi sẽ viết style cho cái thằng header của bản ảnh này. Thì đầu tiên là cái menu wrapper này. Tôi sẽ copy cái tên class này. Ở bên này tôi sẽ viết cái tôi sẽ định nghĩa mấy cái class name của nó bên này. Thì cái menu wrapper này thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái background color. Tôi sẽ cho nó cái mã màu là thằng FAA C9F. Đó, tôi sẽ cho nó cái màu cam cam như vậy. Tôi tính cho say này. Tôi sẽ tạt lại cái đồ Z đi. Đây, tôi sẽ gọi lệnh gen tạt để nó tạt lại cái đồ Z cho tôi. Cái style nó chưa có hiệu ứng gì, nguyên do là tôi chưa có import cái file header.css này vô cái file này. Thì bây giờ tôi sẽ đi import nó rồi. Thì tôi cũng import nó giống như cái file CSS này. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ nick cho say này. Đó thì bây giờ các bạn thấy cái phần menu header nó đã thay đổi cho tôi cái màu background như vậy. Rồi theo tôi sẽ viết style cho cái class name là menu nav này. Thì cái menu nav này tôi sẽ cho nó cái width này. Tôi sẽ cho là auto. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái height. Đây tôi sẽ cho là 50 pixel. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái margin. Margin top thì tôi sẽ cho là auto này, margin phải thì tôi sẽ cho 100 pixel, margin bottom là 0 pixel. Và margin left là margin trái thì tôi sẽ cho 100 pixel này. Rồi tiếp vô save này. Đó thì các bạn thấy cái phần menu header giờ nó thay đổi lại cho tôi như vậy.
Rồi theo thì trong cái class name là menu nap này, thì bên trong nó tôi có cái thẻ NUL rồi NI này, thì tôi sẽ viết chia tay cho có thẻ UL và NI. Thì trong cái thằng SCS này thì các bạn có thể sử dụng cái quy tắc nồng, ví dụ như các bạn phải nồng vô như vậy đó, UL này, sau các bạn bỏ cái gọc nhọn như vậy. Đối theo thì các bạn có cái thẻ NI thì các bạn sẽ cũng nồng nó vô trong như vậy, rồi theo các bạn mở cái gọc nhọn và các bạn viết style cho nó. Thì đây là cái quy tắc nồng và cái thằng SATNA. Thì vừa nãy tôi cũng đã giới thiệu sơ cho các bạn về cái quy tắc nồng rồi. Đây này, cái quy tắc netting là cái quy tắc nồng ở đây này đó. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn viết theo kiểu CSS ấy, thì các bạn phải viết như thế này. Ví dụ cái tên class rồi đến cái trỏ đến cái thẻ UL này, tiếp theo là trỏ đến cái thẻ NI này đó đó. Đây là cái cách viết theo cái kiểu là CSS đó. Thì cái kiểu CSS là cái kiểu bên này này đó. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái kiểu là netting này đó, cái kiểu quy tắc nồng này. Thì cái kiểu này sử dụng cái kiểu này thì nó sẽ tiện lợi hơn và nó sẽ dễ dễ hiểu hơn trong cái phần đọc cái code của các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ viết style cho cái thẻ ULNI này như sau. Thì đầu tiên này tôi sẽ cho nó cái display, thì tôi sẽ cho là inline lock đó, để cho nó cái mấy cái menu này nó dàn về một hàng cho tôi này. Bây giờ tôi sẽ click cho save này đó, thì các bạn thấy là nó dàn về một cái hàng cho tôi như vậy. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là min width, tôi sẽ cho nó cái chiều rộng tối thiểu là 80 pixel này để nó căn lại cho tôi này. Click cho save này đó, các bạn thấy nó căn lại cái chiều rộng của tôi này. Tôi theo tôi sẽ cho nó cái này hay, tôi sẽ cho là 50 pixel. Rồi tiếp cho xây này đó, các bạn thấy nó chỉnh lại tôi căn đều của tôi này. Rồi tiếp theo tôi sẽ cho nó cái padding, tôi sẽ padding top là không này, padding guide là 20 pixel này, padding bottom là không này, padding nét này 20 pixel này. Rồi tiếp cho xây này đó. Đó thì các bạn thấy cái phần menu giờ nó cái style nó thay đổi của tôi như vậy này. Rồi tiếp theo thì cái chỗ mấy cái tag này thì tôi sẽ cho nó một số cái style, như là tôi sẽ cho nó thêm là cái font size chẳng hạn, sẽ cho là 16 pixel. Tôi đi vô size này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái font family. Font family thì tôi sẽ cho nó cái font như vậy. Tôi sẽ copy cái font này qua. Rồi tôi sẽ click vô save này. Đó thì các bạn thấy cái font của nó nét hơn này. Đó. Rồi theo cái chẳng hạn thì tôi sẽ cho thêm cái màu chữ đi. Thế tôi cho cái màu đỏ này thử xem nó có thay đổi không. À, chẳng hạn như cái màu chữ thì tôi sẽ cho nó cái màu là thăng này, 2D này, 3957. Đó, tôi sẽ cho nó cái màu xanh xanh như vậy. Rồi tôi cho xay này. Đó, thì các bạn thấy nó đổi qua cái màu xanh xanh như vậy. Ngoài ra thì nếu mà các bạn ở trong cái chỗ thẻ A này này, thường thường là nó có cái dấu gạch dưới, thì chúng ta nếu mà các bạn ở trên giao diện các bạn nếu mà nó có sâu lên cái dấu gạch dưới thì các bạn có thể khai báo ở trong này cái thẻ A, rồi các bạn khai báo cái test decoration đây, các bạn sẽ cho là none để cho nó bỏ cái dấu gạch dưới đi. Rồi tiếp cho save này đó, cái của tôi thì nó không có sâu lên dấu gạch dưới nhưng mà tôi cứ thêm cái thẻ A rồi, và tôi sẽ cho cái test decoration bằng đơn để cho nó bỏ cái dấu gạch dưới đi này. Rồi ngoài ra thì khi mà tôi hover lên một cái chỗ menu item này này thì tôi muốn cho nó có một cái hiệu ứng hover để cho nó người ta biết là người ta đang hover vô cái menu này, thì tôi sẽ đi ngay về sau. Thì ở đây tôi sẽ có cái thẻ NI này, tôi theo tôi hai chấm hover này
À đây thì tôi khi học vào rồi tôi sẽ cho nó cái màu pastel của nó thay đổi này. Tôi sẽ có cái mã màu là Alex Blue đi. Đó. Rồi tôi cho save này. Đó, rồi bây giờ tôi hao vào rồi này. Đó thì các bạn thấy nó đổi cái màu pastel cho tôi vào này. Đó. Rồi, tiếp theo thì cái phần menu này thì tôi sẽ cho nó cái phần bên dưới này, tôi sẽ cho nó cái phần border đi. Tôi sẽ cho nó cái có cái border cho nó đẹp hơn. Xung quanh thì tôi sẽ cho nó cái border là 1 pixel đi. Rồi kiểu là solid này. Tiếp theo là tôi sẽ cho cái màu gray. Đó. Rồi tôi cho xay này. Đó thì các bạn thấy là bên dưới nó có cái màu xám xám như vậy. Còn là tôi sẽ cho nó một cái mã màu khác đi. Tôi sẽ cho cái màu là Alex Blue đi. Đó. Rồi tôi cho xay này. Đó. Thì tôi sẽ cho nó có cái border là 1 pixel và cái màu là Alex Blue và cái kiểu là solid như vậy. Đó. Đó, thì hôm nay là cái buổi 21 thì tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng SSS đó. Thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo là cái buổi 22 thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái thằng sử dụng cái thằng CSS module ở trong cái project React. Đó, thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.